Hello mọi người, đây là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một video unboxing bên đây nha mọi người. Đó là ta-da. Đây là gói hàng mà bạn mình đã gửi về. Mình nhờ bạn mình đặt mua được bộ Orchid lá hừ cuối cùng đó mọi người. Với là một gói Shopee mới về luôn. Đây là Kona Thất của Trường Danh và tập chuyện về hung hủ xíu nhỏ mọi người. Hôm nay mình sẽ unbox nó luôn nha. Thì ok, hồi nãy mình có khui cái hộp này rồi, đang quay video đó mọi người. Nó bị tắt nguồn dữ chừng á. Lần nào mình quay video unboxing cũng vậy chừng á. Bởi vậy thật ra mình quay khá là nhiều video unboxing nhưng mà chỉ có một số video lên được thôi. Mất dạy vậy đó mọi người, khó chịu không? Thì mình vẫn sẽ giả bộ mình gặp cho mọi người cho vui vui sức. Ok, vào video thôi. Thì đây nha, đây là hai bóc của mình. Thì mình sẽ gạch bóc này trước nha. Thì bóc này thật sự mình đã gạch rồi nhưng mà mình sẽ gạch giả bộ gạch cho nó vui xíu nha mọi người. Ok. Ok nha. Ok, đây là cái bóc. Đây là bộ organ nha. Organ thì 6 tập nha mọi người. Mỗi tập đều có podcast hết luôn. À, đây nè, đây là podcast của vợ hai đây. Thì nó cũng khá cũ rồi mọi người à. Đây nha, được một bạn bạn nữ bắt lại nha mọi người. Mà mình bé ở trên Hồ Chí Minh mà bạn giao dịch trực tiếp nên mình phải nhờ bạn mình nhận giùm á. Thì bóc này chỉ thiếu cái vôi hai thôi, cái cạc hai thôi, cái podcast hai thôi nha. Cũng không sao cả. Chuyện này khá là cũ rồi nha mọi người. Nó bị ố hết luôn nè. Ok. Đây là vôi 5 nha. Vôi 3. Thì nó bộ này khá là sâu sắc nha mọi người. Mình cũng kiểu hết đọc mấy cái manga như thế này thôi. Kiểu ngắn ngắn nhưng mà nó như một bộ phim điện ảnh vậy. Đây nha, đây là vôi 6 nha. Vôi 1 đây. Ôi chuyện cũ quá trời. Là vôi 4 nha. Còn đây là hộp quà Bells siêu đặc biệt của bạn mình, của mình đó mọi người. Của mình nặng quá. Còn gì không? Đây, còn để gì nữa này. Tặng à. Hãy bị cụ tè đây. Thôi, bắp này bị ngọt mọi người. Đây nha, đây là veo siêu đặc biệt nha mọi người. Ta-da. Đây là cái cạc đây. Sport cạc cứng. Đây nha. Chuyện còn khá mới nha mọi người. Hình như mất một cái Stanley phải. Đây, khá là nhiều podcast nha. Bóp này khá là đẹp. Mình đu chuyện khá là trễ nên không có đạt được bản siêu đặc biệt này.
Bản này bản đặc biệt không mọi người à? Chứ không siêu đặc biệt nha. Bản siêu đặc biệt hình như là bị cứng. Bị cứng hay gì ấy. Ok. Mình cùng ngắm lại full của bóp này nha. Đây là V3 đây. Này là bóp. Cái này bắt kẹt kia hay gì ấy mọi người. Ok, mình cũng không gõ nữa. Ok ha. Mình sẽ dành một video review riêng cho em đó. Bóp này khá là nặng nha. Ok. Cùng xem lại phần quà của bản organ. Chuyện khá là cũ rồi nha. Như kim đồng sắp tới bản organ thì phải. Khó chịu mềm nha mọi người. Mềm rất là mềm luôn ấy. Này mình để tự nhiên nè. Cực kỳ mềm luôn. Chuyện thì hơi cũ nha. Mình cùng coi full quà của bộ này nào. Bạn mình nói thì thấy bắt lại cho mình thì hiếu voi 2 thôi nha mọi người. Đây là cạc của voi 1 nha. Ok. Voi 2 đâu nha. Voi 2 không cạc. Bìa khá đẹp nha. Hơn mình cái gì thế này. À, cái bọc UC nó bự quá, bạn ấy dán lại. Chuyện khá là cũ rồi. Có lẽ không được bọc PVC nên chuyện khá là cũ. Không có bát kẹt nha. Ok, mình cùng xem một số bát kẹt của voi khác ha. Đây nha, đây là voi 5 nha. Đây là voi 4 đây. Đây là voi 6 nha mọi người. Voi 6 hình như mình thấy còn bán trên Shopee á mọi người. Đây là voi ba nha. Ok. Bát kẹt này cũng khá là cũ rồi. Tiếp theo mình sẽ unboxing bộ này nha. Thì hôm qua mình đã có suy nghĩ ra một số content của bộ kênh của mình, gồm có hai content chính chủ yếu chính bị đăng là content review tổng quát và review toàn bộ á mọi người. Review tổng quát thì mọi người mình đã nói một số video là nó sẽ review xương xương thôi, một voi đến hai voi của các bộ, của các tập của một bộ đó. Ví dụ như bộ bơ mình sẽ review từ 1 tới 4 nha mọi người. Thì hiện tại mình cũng
lười lắm mọi người à, mình không có chịu ngồi chứ. Tự nhiên hôm qua mình ngồi rảnh đó, mình ngồi với kịch bản cho bộ Ba Ngày Hạnh Phúc đó mọi người, box set ấy. Rồi tự nhiên cực nói trần cái lại đi ngủ. Đúng là lười mà. Mình đã định quay video cho cái bộ Em Gái Cương Hy dân lại không làm, thì sắp này bọc khá là kỹ nha. Ta-da. Mình là một fan khá là cứng của Conan nha mọi người. Mình không nhận là fan cứng nhưng mà cũng nhận là fan đấy. Không cứng lắm. Mình mê nhất là hai Hypera đấy mọi người. Học cho những waifu ở đầu của mình. Đây nha. Đây là chuyện mới về đây. Ta-da. Còn khá là mới. Chuyện này thì mình mua chứ không phải là được bán lại nha. Chuyện này có một shop trên Shopee ấy. Đây không có bót cạc ta. Ê, đừng đùa nha. À đây nè. Đây nha. Thì mỗi voi của con này sẽ được tặng một cái bót cạc nha mọi người. Bót cạc này để khá là lạ, kẹp trong cái bìa g dưới để bìa gặp. Đây là voi 4 nha. Thì đây là Kaito Kid và Makoto. Cái này giống movie Cú Đấm Sai Phi Xanh đó mọi người. Một nha. Đây, voi một không có bót cạc à. Đây nha. Không hổ số nhỏ. Thì mình nghe review là bộ này thì khá là hề nha mọi người. Là một mẫu ngoại diện ngắn của Conan thôi. Ok, là voi 2 ha. Là full bót cạc đây. Mình sẽ dành một cái video review chi tiết cho bộ này nha mọi người. Bài 4. Bài ha. Đây là full bốn cái bót cạc của khung hộ số nhỏ Hanazawa. Ok ha. Thì video tới đây là kết thúc nha mọi người. Mình sẽ lên video sớm thì để mình lên video ba review online Ba Ngày Hạnh Phúc, mình sẽ nói rõ hơn về content của kênh mình sắp tới. Ok, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Bye.